Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà chính trị quân sự lỗi lạc, một người chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm, một cán bộ tài đức, vẹn toàn. Suốt cả cuộc đời, Đại tướng đã có những cống hiến xuất sắc cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho quá trình xây dựng, chiến đấu, thắng lợi của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với tài năng và đức độ của mình, Đại tướng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao phó, góp phần tô đậm những mốc son của cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh, 1 tháng 1 năm 1914, 1 tháng 1 2024, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Thư viện tỉnh An Giang xin được giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Nguyễn Chí Thanh, Tiểu sử do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, thuộc chương trình sưu tầm tài liệu viết về tiểu sử của các đồng chí lãnh đạo, tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Với 283 trang, in trên khổ giấy 14,5 x 20,5 cm, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành năm 2020, nội dung quyển sách đã khắc họa rõ nét cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời đạo đức, ghi nhớ những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, qua đó góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, truyền thống yêu nước và cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học tập và noi gương các bậc cách mạng, tiền bối. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở những tài liệu đã công bố và các tài liệu mới được sưu tầm, khai thác giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có những hiểu biết tương đối toàn diện về cuộc đời của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Sách hiện có tại Thư viện tỉnh An Giang, trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.